Đấy các bác ơi. Ăn xong cái này, cái sung và cây xanh kia rồi. Đấy thì ưng nhất là ông sung và ông xanh này thì không nói rồi. Ông kia thì đang vào ổn định rồi. Bây giờ cây này là cây mong chờ mình cắt nhất đây. Đấy, cây xanh năm điền. Là trực rất là đại thụ. Các bác nhìn lá nó như thế này các bác. Um tùm rồi. Đấy, mưa xong rồi nắng to mà được che bởi chính nó, mát thì rất là tốt. Nhưng mà bây giờ phải cắt tỉa thôi. Nếu mà nắng quá thì che thôi. Chứ để thả như này mãi là sau nó phá đi. Sau nó phá tán đi là làm lại là lại phải cắt thu làm lại. Một cây tôi rất là thích trong cái cỡ cây to của nhà tôi. Tất nhiên cái chậu này nó không hợp, nó chưa nổi các bác. Chứ một cây nó là một cây rất là giá trị, rất giá trị. Bệ biết lì như thớt đúng không? Nó dính chảy vào nhau như thớt thì phải rất là nhiều năm nó mới được như này. Đơn giản là tôi sẽ không xác định được biết là bao nhiêu năm, nhưng mà nhìn các bác mường tượng là phải rất lâu nó mới được như vậy. Thì cây này cũng sẽ cắt sơ bộ, sẽ cắt như này gồm 3 bước. Bước đầu là cắt hết đi. Bước hai là bắt đầu chỉnh dần. Và bước 3 là hoàn thiện các bạn. Hoàn thiện. Đấy, thì bây giờ nó rậm rạp lắm, các bác chẳng nhìn được gì đâu. Đây. Phang thôi các bạn. Phang rồi, phang xong thì quay lại một lượt kết quả các bác xem. Chiều còn mấy cây nữa, chiều còn mình quanh mấy cây xung quanh đây với cái ổi. Cái ổi. Đến lúc cắt hết cả rồi mà rất là đắn đo vì là nó nắng quá. Thì cơ không biết. Úi xời.
cắt như cắt rau lợn. Bác nhìn khủng khiếp, nắng vừa mới được 2 giờ đồng hồ chứ mấy. Bác này khủng khiếp, xanh thì đỡ hơn, lá sung thì giòn tan đun luôn được. Nhưng nó đun luôn được. Các bạn ạ, đây các bác, thì cái lúc mà đang quay cây này các bạn là camera nó báo là nóng quá không quay được nữa. Đấy, thì bây giờ tôi quay lại kết quả. Lúc đấy như tôi nói, trình bày bắt đầu có 3 bước. Nhất là mà tôi túng túng theo cái mớ này tôi cắt là để sao? Là để cho nó gọn đã. Cái bước thứ hai là tỉa bớt, và bước thứ ba là bóc như này. Bóc sạch như này thì làm ra. Đấy, thì nó được như này. Nó phơi sương phơi nắng như này. Nhìn phê chưa các bác? Cây này chỉ cần lên chậu khác như này. Đến đây, chậu đây. Chậu đến đây. Đấy, và mặt chính diện mặt này các bác nhé, chứ không phải là như này. Nó như này nhá. Đấy, thì sẽ rất ok. Một cây xanh Nam Điền đang trực. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Đấy, nữa thì phải che các bác, không có nó cháy. Nắng như này nó cháy. Này, nhìn
bảo là muốn làm nông dân đâu có đơn giản, vất vả lắm. Nắng nôi mà bóc được hết cây này, thở không thở được. Đấy, các bác nhìn sờ cái da này, bỏng tay, bỏng tay. Nó chịu đựng như vậy mà, chịu đựng như vậy. Cây này nó quý ở cái chỗ gì? Thứ nhất là cái form tổng thể dáng dấp của nó. Cái thứ hai là già, quý nhất là già rồi. Thứ già là phải đứng hàng đầu rồi. Tuổi tác không nào kiếm lại được. Thứ hai là dáng dấp, thân bệ cốt cạn. Đấy, đẹp. Đấy, các bác vừa nãy tôi bảo trình bày làm cái chậu tàu chữ nhật đến đây thôi. Đấy, đây, chữ nhật dài như đây. Chắc nó khoảng độ 70 rộng 60. Đấy, rất form, rất ok rồi. Chỉ vài lần làm răm nữa là tuyệt vời. Thực tế hôm nay mà tôi giữ lại những cái bộ răm như này thì nó dày, cực kỳ dày luôn. Nhưng mà tôi vẫn, cái lối chơi của tôi vẫn lọc đi nhiều để sau cái lứa răm sau nó đẹp. Đấy, tất nhiên nó cây, nó là thuộc cây to. Mình lùa kéo và không thể nào hết được. Bây giờ vẫn còn nhìn thấy những điểm nó mình cần phải cắt đi. Nhưng mà cứ dần dần, cơ bản là nó ổn rồi. Ổn rồi. Tôi rất thích cây này. Nó khó một chỗ là cái cây này nếu mà có cái bức phông rộng từ căng từ bên này sang bên kia thì các bác nhìn rất nổi. Rất tiếc là không kiếm ra cái gì. Có cái bạt kia nhưng mà căng ra thì lôi thôi các bạn. Các bác nhìn này, mường tượng phần nào các bác nhé. Cây này nó sẽ đẹp hơn ở trong ảnh các bác xem. Các bác xem nó chắc khoảng độ 6-7 phần nhưng mà ở ngoài nó khoảng 10 phần. Thì các bác xem nó khoảng 6-7 phần. Đấy, cây này nó lên ảnh nó không được ăn cho lắm. Nó cây rất đẹp. Rất đẹp. Đấy. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Lành lặn. Lành lặn. Đây các bác nhìn mặt sau của nó đây. Mặt sau nó này. Nó lì, nó dính này. Nó lì, nó dính này. Nó lì, nó dính này. Khủng khiếp kìa. Đấy. Đấy, mặt sau đây các bác ơi. Ôi trời, vườn view quá. Các bác nhìn thấy phần nào thôi. Đấy. Với lại mặt trước cái để kết thúc cây này các bác nhé. Sau để tôi sang cái ổi. Sang cái ổi. Đấy, view đây, chính diện là nó đây. Các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Cây rất quý các bác nhé.